Làm thế nào để có thể giúp cho bạn tạo ra được một nguồn thu nhập mới trên Internet ngay trong thời đại khó khăn như hiện nay? Như trường hợp của Thắng và anh Đặng Thái Cường đã làm ra rất nhiều video trên mạng xã hội. Và từ cái việc mình liên kết với những nhãn hàng trong video, thì sau khi video của mình đạt hàng triệu lượt người xem, tụi mình cũng có thể tạo ra được hàng trăm đến hàng ngàn đơn hàng ở trên đấy. Và nếu như bạn cũng muốn tạo ra một dòng thu nhập lớn nhưng mà bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, và các bạn muốn làm nhưng mà các bạn không có công cụ, không có người hướng dẫn, hoặc là các bạn không có những doanh nghiệp có thể kết nối với các bạn để các bạn có sản phẩm các bạn kinh doanh, thì các bạn hãy đăng ký vào buổi workshop sắp tới đây, Kiếm tiền tiếp thị liên kết từ video ngắn, mà tụi mình sẽ tổ chức diễn ra trong vòng 1 ngày. Còn đối với các anh chị chủ doanh nghiệp, kinh tế khủng hoảng cho nên sức mua giảm dần và khách hàng cũng ít đi, và bên cạnh đó các anh chị chưa biết cách để đưa sản phẩm của mình lên trên mạng xã hội, có thể tiếp cận được hàng triệu người xem thông qua những video ngắn, thì tụi mình sẽ có giải pháp dành cho các anh chị. Cường và Hồ Mạnh Thắng cũng đã tư vấn giúp cho nhiều doanh nghiệp chuyển đổi số, tạo ra những video hàng triệu lượt xem và thay đổi mô hình sang tiếp thị liên kết để có thể tiếp cận một lực lượng bán hàng trên Internet, từ đó giúp cho sản phẩm của các anh chị được lan tỏa và tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn. Và tại chương trình này, Thắng sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn 3 bước giúp cho các bạn có thể là tạo ra cái video. Từ cái việc là bạn làm kịch bản, bạn quay video âm thanh ánh sáng như thế nào để tạo ra một cái video đặc sắc và hấp dẫn thu hút hàng triệu lượt xem, cho đến cái việc là bạn sẽ gắn kết những cái giỏ hàng, những cái sản phẩm trong video của bạn từ những doanh nghiệp mà các bạn kết nối. Và sau đó các bạn sẽ được học cái cách để giúp cho bạn gia tăng cái thu nhập từ cái video của mình, làm sao để bạn tạo ra một cái doanh số cao nhất trên tất cả những cái nền tảng online. Trong chương trình Kiếm tiền tiếp thị liên kết từ video ngắn, mình và Hồ Mạnh Thắng sẽ ra mắt một nền tảng affiliate nhằm kết nối giữa những doanh nghiệp, những nhãn hàng với những người muốn tăng thu nhập trên Internet thông qua hình thức tiếp thị liên kết. Và trong chương trình này, tụi mình cũng sẽ dành tặng 100 phần quà cho những bạn đăng ký sớm nhất, là những công cụ có thể giúp cho bạn kiếm tiền ngay sau đó, như là kho tư liệu, kịch bản, website trị giá hàng ngàn đô la. Hãy đăng ký để là người đầu tiên nhận được những phần quà giá trị này. Hẹn gặp lại bạn tại chương trình.